Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tại Xin sao? chào. Ngày hôm nay thì mình đi xuống dưới anh Di Tu để góp toàn bộ sản con lai mọi người. Huy động toàn bộ gọi là nhân công ở dưới nông trại mình lên đây luôn để làm cho nhanh ấy. Bởi vì đường xuống đấy thì xa mà mỗi lần đi xuống thì nó phức tạp nên nó vất vả về cái vấn đề vận chuyển rồi xe cộ này nọ ấy. Nên là mình cũng cho toàn bộ anh em xuống đây để làm luôn. Dạ, vamos. Vậy rồi. Đấy, sáng nay thì mình chạy xe con xuống sớm trước ấy, để mà chở các bạn xuống sớm cho nhanh ấy, chứ đi xe tải nó lâu ấy. Đấy, toàn bộ đồ đoàn thì mình cũng đưa xuống đây để gọi là như giả chiến đó mọi người. Đem đồ rồi, lương thực thực phẩm rồi ăn uống này nọ ấy. Đấy, phải đi bộ xuống dưới này này, hơi bị xa đấy. Mình thì đi thẳng xuống dưới dãy luôn, không có ghé ngang qua bên chỗ làng của người nhà anh đi tu nữa, bởi vì là nó trái đường á mọi người, nên là đi thẳng vào trong chỗ dãy luôn. Đấy là Mimi. Mimi, xin chào. Đấy, mấy hôm mình đi xuống dưới dãy thì bạn Mimi nha, mình bảo là sao không cho đi chơi với hôm nay cho đi trải nghiệm một bữa ở dưới rẫy anh đi tu cho biết, về nhà chắc là chạy đen như than luôn. Ôi trời ơi, mệt quá, đi lên đây mà thở luôn đấy. Procura un pau de sombra á ổn đấy. Dạ cansado. Đi vào đây, đây là bãi sắn chứa nhổ ấy mọi người. Để đi vào đâu này, kiếm cái chỗ để mà nấu ăn này. Ok. Ồ, tên casa. Đấy. Đấy, cái nhà này, nhà cũ của anh đi tu ngay trước làm này. Fazer aqui, né? Capina aqui. Esse lado tem sobra. Vamos meter aqui, lá, aqui lá. Vamos dar capina aqui. O Luna aqui tá meio bode. É, mim go, dem bat lên né? Não, aquele pra, pra quê? Pra cozinhar, aquele nesse lado. Hay, mấy ngày nay nắng ấy, khả năng là nhổ sắn rất là khó đấy. Em bị một con kiến nó còn sưng chân đấy. Hả? Một con kiến đen to luôn. Đấy, thử đôi đi theo anh. Bây giờ kiến cắm ấy. Thằng cây to nha. Hả? Cái sắn à? Đây, bọn mình sẽ đặt đại bản cho anh ở chỗ này. Anh cái nhà cũ của anh đi tu luôn đấy. Ủa. Sáng nay là chuẩn bị ấy đấy, chuẩn bị một ít nước ngọt cho các bạn này, đồ ăn đồ uống là đem xuống đây hết rồi. Sáng nay em chuẩn bị cái gì đây? Đồ ăn rồi đưa đá cho các bạn. À, có cầm cá đá đi nữa này. Nên mình có cầm đá đi nữa này. Đá gà rô ra kì. Đấy. Nước ngọt với đồ đây. Ừ, tiền là tiền. Vào, vào, mệt đây. Ừ. Cuidado, caiu aquele. Đúng là làm tạm quá thôi để con để con nhổ sẵn là chủ yếu ấy. Cái này thì có thể là ngồi dưới gốc cây cũng được.
mặt cho cá sốt xe gà kì nè. Anh đã thấy phô của sông. Anh mua tù lón gì? Un poco. Ne salado anh đã ăn nó xuống nè. Ne salado. À, montaña. Ừ, ăn vẫn nhu được. Nhu đi, nhu đi. Cầm ở phía dưới, gần sạt dưới. Lạc cô dạ. Đừng lên chỗ cao mới có thể chứ. Cái này nó mắc kiểu mắc cái cây của cái phân xanh ấy, nên là tôi đã đuổi ấy, cẩn thận đấy, đô ở trong đấy, nó rớt nó bể đấy. Đấy, em lực xỉ mi mi có cái con đồ được sẵn không nào. Wow, chắc được rồi, cố lên. Gãy mất dưới đây kìa. Úi ơi, nhổ nó gãy hết đấy. À đây. Đấy, sẵn củ cũng to đấy nghe. Hôm trước là từng đấy sẵn về là mình có dự tính khoảng tầm đồ được 2 tháng ấy. 2 tháng ăn nếu mà số lượng công nhân của nhà mình như thế. Còn bây giờ không biết cái lửa này không biết có được nửa, một nửa nữa không biết. Dạ, ta bông. Đấy, thành một cái chòi rồi. Mát luôn. Ngay trước là anh đi tu là anh ở đấy. Cái gì đấy? Có một tay bông này. Bị đỏ vậy. À, đâu có hành. Ui, cái này về khuét lỗ làm ấy được này. Đừng râu. Bố bố đó. Giá ta thì... Ôi là tay lá xí nền. Mấy tia hôn này, kì. Dạ. Đấy. Nấu bên này đi, nấu bên chỗ gốc này cho nó mát. Vậy, cà pha dê uống mà cô rồi, cô ra. Em có được cái kiêng á, cái kiêng để nấu đấy. Đâu rồi nhỉ? Mình đi làm theo kiểu đánh trần, trả chiến. Đưa đồ đoan đi hết luôn. Nó phải phải kế cái gì lên ấy, không cái đấy nó lún đi, bỏ. Tên cái đá pedra. Procura pedra. Sí, él dice dormí aquí tres meses aquí. Anh bị tu, anh đi tu là đợt trước là ngủ ở đây, anh kể với mình là ngủ ở đây là 3 tháng trời này. Một mình đây, ngủ ở chỗ này để làm rầy ấy. Cũng không sợ gì cả. Nhà này chắc là lâu lắm rồi. Chắc là từ hồi anh ở trong sẵn đến giờ. Ở đấy mà 3 tháng chơi thì chắc làm cái gì đấy nó lâu ấy. Đất thì đẹp nhỉ, mà những tiếc cái không còn được nhỉ. Ở đấy không còn được em ạ. Được. Nếu ở đấy mà có một cái suối gì ở chảy ngang qua đấy thì đúng vai luôn đấy. Mình sẽ thuê lại đất của anh em mình làm luôn. Lúc này em đi dọc đường em còn để ý á. Thì ở dưới cái đây khoảng 2-3 cây á, nó có một con suối đấy. Thấy cái chỗ ta đi ngang qua đấy đấy. Cái qua cái câu đấy là có một con suối to đấy. Gần chỗ làng ấy là có một con suối. Đấy, ở chỗ đấy con suối đấy là cách đấy khoảng 4-5 cây chứ 4 cây. Hơn 4 cây đấy. Mà xuống đấy lấy được nước mà về đây mà tưới đi. Qua được mấy cái con dốc này nữa nó cũng chắc hết hơi luôn. Đấy Mimi ơi, lại ngồi đây này. Ôi. Ui kiến đây. Em bị nhọt một phát xương chân này. Đấy, có cả ghế luôn này. Này, xương vu luôn này. Nào, đấy, đã biểu cứ... Rồi đi theo ấy, bây giờ ván này mọi người. Đấy, cái này. Không sao. Đưa mấy cái kia ra chùm củi luôn. Đấy. Mình có đưa thêm đầu bắp đi lên đây này. Để tí nữa nấu phun. Đầu bắp với gà. Ôi dù nào tí ra có gì? Nào, ok. Dìm bò. Dìm bò thế. Tao này. Sao bò dưới nạt hết. Mà rô ra. Bò dưới này. Dìm bò ra này. Đấy. Bò nào trong đây đủ. Nhà ăn ở đây sáng hơn ở dưới nóng cay chứ. Ở dưới này bây giờ có cả nước ngọt mà nước ngọt với cả đá lạnh nữa cơ. Ở đây có cái cây này là cái gì đây nhỉ? Đẹp nhỉ? Nhìn cái thế nó đẹp nhỉ? Cái suối kìa. Có cà quả luôn này. Nó mày.
se pode quê? Aquele comer ou não comer? Não seja. A gente não se come. Tá vendo? Ninguém qua, não é nada de tira a pedra. Não tem pedra pequena. Phải kiếm cái gì kê phía dưới chứ không bỏ nồi lên là lún đấy. Hoặc là cuộc một cái lo ấy, cuộc một cái lo cũng được mà. Cháu lại đặt những cái chỗ mà nó chuôi chuôi khó làm vậy. Đó mà in xa đây á. Ừ. Đây để anh làm. Thế, hôm nay nướng cá mọi người ạ. Đây Mimi làm món gì đây? Em nấu món sốt. Nước sốt để ăn á. Rồi kiểu là món lưu á. Hôm nay em nấu rau đi. Có rau, có kia bu, có cà chua, có hành tây. Hôm nay là phải bổ sung thêm bàn Mimi xuống để tăng cường tăng cường nhân sự nấu ăn mọi người ạ. Anh cho em ăn được rồi. Khéo khéo nó kiến nó vào bùi cái masa tomate kia. Ở kia, ở kia. Không kia đâu. Đấy, mang 4 cân nước đi mà nghe chừng là không đủ rồi. Được chưa? Rồi, rồi, rồi. Để tí nữa nó chạy ra ngoài làng lấy. Ở làng kia là có cái giếng của UNICEF ấy. Ừ. Nếu mà thế thì tí bảo anh đi cùng với anh đi tu ra lấy. Để chậm này đi ra lấy khi chừng nào hết rồi. Bên này là bếp này. Hôm nay thì về tha hồ đen nồi luôn bà xã. Tha hồ về bàn rối ra chui chứ có gì đâu. Đây ta đang nấu nước để đánh phun này. Bố ta lộn gì á? Vai vai lộn gì, vai lộn gì. Xin nào để bố quando come mosca muito. Cả mẫu lưu này thì ở bên này nấu như thế nào này? Đánh được là phải cho cái cà chua này đánh cho nó mềm, nó nhuyễn đã. Xong rồi là thả cái đầu bọc vào này, rau dền vào này. Nấu chung giống như kiểu tập tang như mình á, rau cánh thập cẩm á. Có cái đầu bắp là ăn nó vẫn ngon nè. Dạ. Dâu kia là dâu Olupama đúng không? Đây là dâu dâu cò ạ. Có cái dâu cò này thì nấu nó màu nó lên đẹp lắm. Như màu vàng ấy mọi người. Đây này, cái dâu Olupama này thì cái màu lên nó rất là đẹp luôn. Đây, đổ vào nấu ấy. Phải cả công phòng. Để anh đi ra ngoài kia xem các bạn ấy nhổ như thế nào nha. Dạ vâng. Đấy, mấy ngày là không có mưa nên là không biết nhổ có dễ không. Ta đi phía chứ. À răng cả. Yo pensaba no te suba. Ồ, thế là anh đã tá bom. Sí. Ừ. Isso não arranca por quê? Não, vai se arrancar já. Arranca cada linha para não coisa. Não roubar nenhum. Para não deixar mais, tá vendo? Sim. Sí. Ừ. Mình đang bảo các bạn ấy là nhổ theo hang ấy để khỏi lồn ấy. Phải giao toàn.
Bên khu vực này là bên đồi của Pai Giao đang tiến hành nhổ về phía bên này. Nên sẽ là đồ Asu mai bị kèn rồi đấy. Anh đã bị kèn rồi đấy. Cái củ thì nó cũng to nhưng mà đa. Nhưng mà nó ngắn mọi người ạ. Nó chưa phát triển hết đấy. Nhưng mà tại vì anh ấy bảo là để ở đấy thì thú nó ăn hết đấy nên là phải tiến hành nhổ ấy. Đấy. Cái bụi này thì củ rất là nhiều luôn này. Wow, cái này với anh công cái bụi CC thế này. Anh đã phan đã mùi tùng. Anda linya linya ya. Panau dari sama tibu asing. Nau kurang gabur kan. Bikin no no ten ada. Isu bikin no tamai ten ne? Oh no ten. Falhara un poco por causa do capim. Se eu viesse capinar, tá, mas eu acho que ficava todo ele bem bom. Eu acho arrancar tudo. Sim, vai lá outro. Vai lá outro. Sim. Esse aqui estamos a deixar, vamos já dizer que tudo é doce, para não tirar para comer, para levar em casa. Se nós misturar aqui, não vamos ver bem. Como sabe doce, como não sabe não doce? As coisas de moço aparecem. Esse é doce. Esse é doce, mas esse aqui não. Esse... Aquele é mais, isso mais vermelho, né? Sim, sim. Ah. Aquele aí não. Ah, eu acho aqui. Isso. Sim. Isso vermelho. Sim, sim, vermelho. Vermelho, aquele não doce é branca. Sim. Aí. Có thể là phân biệt cũng tương tự như ở nhà mọi người. Cái sần ngọt ấy thì nó cái cọng lá màu đỏ ấy. Sần đắng ấy thì là cái cọng lá màu xanh. Không biết ở nhà có phải như thế không? Nhưng ngay trước mình đi thì mình hay đi nhổ thì hay phân biệt kiểu như thế. É grande, né? Eu pensava grande, Nito. É grande. Ui, partiu lá. Tem grande. Aí. Khỏe như Nito mà nhổ cái củ này lên cũng vất vả ấy. Nessa terra bem bonito, nessa terra. Sim, é bonito. Tira nesse lado, tira a cama dele, tudo tira, já. Cuidado com o pau, já. Ele vai cair o topo, entendeu? Tira, cama dele tira, isso já é abóbora, já. Tô andando, corre, mọi người, né? Ih, đây là món cá nướng. Ngon, né? Ih, rất là ngon. Cá nướng con bên này là món phun.
ăn nước ăn với phun mọi người ạ, ăn với phun và nước. Cuidado entra lixo aquí, yeah. Anh ấy bảo là để những cái củ, những cái cây nhỏ lại ấy, nhưng mà hầu như cái cây nào thì củ nó cũng xem nhau ấy. Nên là mình nói với anh ấy là đào hết luôn để mà cái đợt tới đấy là trồng một lượt ấy, cho nó đều ấy, làm cho nó vuông vắn cái rẫy luôn, chứ không có làm như cái hình thức của anh ấy. Nên sẽ là đôi, anh là ta mới mua đây răng cả. Đợt thì rất là tốt. Ya, está bom. Arranca aquí. Turo aquí. Y su también pao, mete aquel lado. Tengo que arrumar bien, después trabajar, felicitar, a ver. Y su potencia, la. Todo junto aquí es 12, ¿no, Nito? Đấy, chỗ khu vực gần gần đấy thì anh trông gọi là săn ngọt hết đấy. Những cái củ mà làm luống như thế này nó to này đấy, cái luống là nó to cực kỳ luôn. Có luống nhưng mà không có vốn nhiều ấy là nó nhỏ. Đấy, aquí lado, ¿no? Eso. Cái là đấy, tự nhiên này gió nhiều nhỉ, hả? Ủa là chiều nay mưa hàng nến đấy chứ. Đây bữa ăn nhà mình hôm nay như thế này đây. Phun ăn với cần đường và rồi là được như kiểu là được mô liu, đầu bắp, cà chua, hành tây, rau dền. Thì đầu bắp này ăn phun rất là ăn phun nó dễ mà ngon, anh nhớ nhớ thế. Hôm trước thì cũng có nói với mọi người là có một bàn là không ăn được phun đấy. Ừ, người dân ăn có lá nhưng lại không ăn được phun, thì đấy là khẩu phần tiếng của anh ấy. Tắn ăn với cần nướng và nước sốt. Hôm nay thì bốn lưu kiểu này thì có một bàn lại không ăn được, phải ăn mùi cà chua thôi, chứ có trong cái nước nó có kìa, cái đầu bắp á. Ôi. Cái bàn đó lại không ăn được. Đầu riêng chưa? Ở đâu? Đấy, lại thêm một người nữa đấy, mời đây. Là thêm một người nữa là không ăn được đầu bắp. Đấy, phải nấu riêng nha anh ấy là cà chua. Bây giờ ăn uống khó chiêu ấy chứ phải đua đâu. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng mình cũng ăn phun luôn nha mọi người. Ăn giống như tục con ăn của các bạn luôn. Phun cả về rau về như thế này. Nhà mình thì mọi người thì không biết như thế nào chứ vợ chồng nhà mình thì ăn như thế này quen này. Một khẩu phần ăn là mỗi bàn có nước ngọt nữa. Đấy, ngày hôm nay thì này có món nước ngọt cho cả bàn đấy rồi. Đá mà đá nước ngọt mà lắc xế nha mọi người. Đá này uống thế này mới mát. Sau này thì hồi sáng là mình tính cầm một cái bàn nữa cơ để trải ngồi ấy, nhưng mà mình lại không biết là có cái nhà này nên là mình không cầm đi. Mà cái bàn ấy thì mình cũng sợ là lên cái kiểu đất nó không có bằng phẳng ấy, để khi ngồi xuống ấy là bị thủng mất bàn ấy, nên là không cầm đi. Tapa cái này tamba, chama otro ven con mesa. Ven con mesa. Ataca. Ataca tức là tấn công á mọi người. Đấy là một những cái khẩu hiệu mà ở dưới nông trại mình khi nào mà tới giờ ăn mà bảo vào ăn là ataca đấy. Ai cada prato dele.
Cada peso, un magazo de allá. Sentada atrás, sentada atrás. Cada cosa, sentada atrás. Oye, cuidado, no, apa, no apoyo, no hay cosa aquí, ¿ya? Va a caer. Hola, ¿quién come acabó? Ainda tem aqui molho, tem aqui funiá. Tá bem, senhor. Depois serve mais outro. O molho vai ser muito. Quem é cominha? Ele foi no banho, né? Cominha. Oi. Hôm nay không làm gì cho nhìn. Hôm nay mình không làm gì nên mình không có ăn đâu mọi người ạ. Nóc nhà bảo như thế. Dạ ta. Rồi bây giờ thì nhà mình cũng xin tạm dừng cái video ở đây để mà ăn đã nha mọi người. Isso pode fazer coisa. Como com aquele coisa. Que ele chama que? Bater música. Batuque. Batuque. Marimba. Que chama-se marimba. Eles vão envergar assim um pau. Sim. Todas as minas ficam assim, com fio. Eles furam aí o fio. Entra por dentro. Depois assim? Lado, sim. Ah, é danbau. Danbau. Danbau, é. Eu dei vanco, ah, van beira. No país do chefe também fazem, né? É na China, mas sim. É na China que usam. Yeah, nosso também fazer isso. Aí, lembrando baú, mas é. Ora, agora nós chega aqui na fazenda do Nito. Shun, tem que cantar. Hã? Hã? Você aquele dia canta bem. É. Canta. Shun, canta, nós vai bater isso. Silêncio. Tá aqui. Mais um. Quando você chora. Tô ligando pra você, mulherão aqui da rua. Vou pedir para o senhor que me tire da rua. Se você me ajudar, eu prometo estudar. E dia sedutor, se você me ajudar, eu prometo estudar. E dia sedutor. Já? Sim. Mais. Agora quem sabe cantar mais? Ah, cara, é ajudo. É assim. Calma, pega aqui. Bora pegar. Bora pegar. Igual a micro. Hoje eu parei para escrever alguma coisa sem saber você. E simplesmente me deixei levar pela emoção para poder te falar. O dia que você nasceu, ouvindo seu abraço, sua mãe e eu. Um lindo presente que o Senhor nos deu. A realidade de um sonho meu. Quando você chora, ele me ensinou uma nova canção. Seus olhos são anjo, anjo pequeno, e é de fazer minha religião. Diga um dos outros, que de mim não sai. A primeira vez que me chamou de pai, pode me confessar agora minha filha. Com você eu aprendi de homem, tem que ter família. 15 anos faz agora, é de alegria com meus olhos chora. Meu pequeno anjo que agora vacila. Pra você. Yeah, dá uma brava. Vamos lá. Mike. Chefe, eu quero o Nito mesmo. Yeah. Nito. Nito, você é mais velho. Tira fora! Olá. Vou chegar aqui na fazenda de você. É. Tudo nós aqui cantar. Você não tem que cantar. Yeah, dono quem tem que cantar uma bocadinho. Yeah. Dá uma bravo para ele. Parabéns de vocês, nesta fata querida. Felicidade, muitos anos de vida. Ao nome Nito, que seria de feliz.
Bota aqui, é bem pra cantar. Vai bom, vai bom. Não, é só. Agora você vem de não cantar. Oh. Oh. É, vem, 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 vem. Vem aqui. Vai dançar, vai dançar. Vai dançar. Vai. Rosa, 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 Rosa. Bây giờ mình sẽ cho các bạn ra tiếp tục công việc mọi người ạ. Tại vì là mình chờ mưa ấy, chiều nay thì cố gắng làm sớm hơn một chút để về trong thành phố sớm hơn này. Tại vì mình cảm nhận là cái số lượng còn lại thì còn nhiều hơn hôm trước nữa, nên là phải cố gắng làm thôi. Bây giờ thì mình cũng xin tạm dừng cái video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.